quý vị, tôi là Nguyên Khang. Chào đón quý vị đang cùng đến với Bản Lĩnh Ngôi Sao, một chương trình khá là quen thuộc, không chỉ thiên về vận động mà còn những câu hỏi về kiến thức. Và thông qua đó, chúng ta sẽ có những phút giây thật là thư giãn ngày đầu tuần. Hãy cùng chờ đón trên sân khấu 6 nghệ sĩ, 6 người chơi của đêm nay. Thôi rồi rồi, toàn người đẹp cao ráo không vậy? Bây giờ chúng ta sẽ ưu tiên cho đội có chiều cao đáng yêu hơn chút. Mời đội em giới thiệu đi. Dạ, em chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh Nguyên Khang, chào 5 người chơi ngày hôm nay. Em là Đào Kỳ Anh, hiện tại đang là ca sĩ ạ. Ca sĩ dòng nhạc nào? Dạ, em đang theo dòng nhạc ballad và trữ tình. Vâng, hát cho anh nghe câu rock chơi coi. Ta yêu nhau như con sóng vỗ. Em bị đau bụng hả? hát cái gì mà bị đau bụng vậy? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thành viên thứ hai, mời em. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Nguyên Khang. Xin chào hai đội chơi. Mình tên là Lê Chi Na, hiện tại mình đang là diễn viên. Đâu, diễn đoạn ngắn thể hiện gia ác, anh coi coi. Anh thấy em đang nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn không? Cô thiếu nợ tôi mà cô còn nhìn tôi bằng viên đạn nữa. Anh thấy người thiếu nợ nhưng mà ánh mắt là chủ nợ chưa? Bà này ngang ngược dễ sợ, một nét diễn lạ lùng. Vâng, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến thành viên thứ ba, xin mời. Xin chào Khang và xin chào các khán giả thân mến. Cũng lần đầu tiên cùng với lại Duy Khang làm Tùng xuất thân từ diễn viên chứ không phải là ca sĩ. Tùng thường được mời vào đóng những vai như thế nào? Những cái vai hình sự. Vâng. Đội của mình tên gì? 2, 3. Họ vẫn chưa có tên, thôi để cho họ suy nghĩ. Bây giờ chúng ta qua với đội bên đây. Xin chào các bạn. Rồi, mời em giới thiệu đôi nét về mình nào. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Xin chào hai đội chơi có mặt ở đây ngày hôm nay. Em là Tùng Maru. Em hiện tại là thành viên của nhóm nhạc Unify. Dạ, em là rapper. Em rap một đoạn về chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao đi. Yeah. Hôm nay tham gia chương trình gì? Ôi sao được thanh tao, ôi kìa Bản Lĩnh Ngôi Sao. Bản Lĩnh Ngôi Sao tới đây là đã hoang mang vì sao? Tại vì gặp anh Khang. Oh. Wow. Chúng ta qua tới thành viên tiếp theo mà em. Dạ, em chào anh Khang, em chào 5 thành viên còn lại. Em là Luna. Em giới thiệu đôi nét về mình đi, em đang làm công việc gì? Dạ, em đang là sắp cựu á hậu ạ. Rồi, em hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Ôi, chị Thái Lan có đi hát mà đúng không? Có đi hát dạ, nữa mà. Em chưa chính thức ạ, cho nên em thuyền cờ bất khả lộ ạ. Vâng, bây giờ xin mời thành viên thứ ba, mời em. Em chào anh Khang, em chào quý vị khán giả, chào mọi người. Em là Quỳnh Châu, Châu xuất thân từ người mẫu. Vâng, thế đội của chúng ta tên gì? Dạ, sau khi mà thảo luận với nhau thì tụi em thống nhất đặt một cái tên. Đó là cá biệt thự. Bên kia là lấy tên gì ạ? Em bên em là bên đây cá biệt, bên đây dị biệt đi. Dạ rồi, chắc cũng dị thiệt luôn á. Ok. Vậy bên đây mặc rồi chắc cũng ăn nhập nè. Dạ thưa quý vị, như vậy là sau một hồi cơn đau đong đếm, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị, đây là đội cá biệt, còn đây là đội dị biệt. Và hãy cùng xem coi đội nào của chúng ta sẽ giành chiến thắng. Một tràng pháo tay để chào đón cá biệt và dị biệt. Quý vị đang cùng quay trở lại với Bản Lĩnh Ngôi Sao. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi đầu tiên với tên gọi Trí Nhớ Siêu Phàm. Người thứ nhất sẽ làm một nhiệm vụ là chúng ta sẽ nhìn một cái hình ảnh xuất hiện 10 giây ở trên sân khấu. Sau đó bạn sẽ cố gắng diễn tả lại những cái thứ ở trong cái bức ảnh đó, nhưng không được nói tên chính xác của cái đồ vật hoặc là những sự vật hiện hữu trong đó. Chúng ta diễn tả cho người thứ hai. Và lưu ý là người thứ hai của chúng ta lúc này phải nói cái từ đó ra, chốt đáp án. Và người thứ hai sẽ nói thẳng cái từ đó cho người thứ ba biết. Nhưng lần này thì người thứ ba đang đeo tai nghe âm nhạc. Và người thứ nhất của chúng ta cũng sẽ đeo tai nghe âm nhạc. Các bạn rõ chưa? Chúng ta sẽ có thời gian là 3 phút. Cho nên nếu như mà cái nào mà mình không biết thì nói cho qua, để chúng ta tận dụng thời gian đến với những từ khác. Ngay bây giờ chúng tôi xin mời hai thành viên đẹp nhất bước ra đây quảnh tù xì giành quyền thi đấu. Ai thắng thì sau, ai thua thì trước. 3, 2, 1. Rồi vô, thua thì trước. Và thưa quý vị, để người thứ ba của chúng ta giết thời gian của mình trong lúc chờ đợi nhận thông tin, ban tổ chức chương trình đã lấy ra một bánh bao nhân thịt để cho á hậu của chúng ta ăn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của bạn. 10 giây dành cho Châu, bắt đầu. Wow. Rồi, xin mời Châu. Hết giờ người ngát. Vô. Cái món gì mà có cái con hai chân chiên lên? Gà rán. Rồi, một món. Thứ hai là miền Bắc. Bún đậu, mắm tôm. Rồi món thứ ba là cái này là cái gì?
bắp bò. À, không, bún bò ừ heo. À, giò chả. Ngược lại. Chả giò. Rồi ba món nha, ba món nhớ không? Rồi. À, rồi. Rồi ở ngoài cổng trường hay bán cái món gì mà trộn cái trứng cút á? Xôi. Không. Nhanh lên, diễn tả đi bên kia đi. Đó là gà rán. Gà xay, gà. Gà rán. Gà rán. Gà rán. Bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm. Vậy này chắc hay ăn. Chả giò. Cá kho. Cá kho. Chả giò, giò. Giò. Giò, giò. Chả giò. Giò. Giò đã. Chả giò. Chả giò. Ờ ok. Bán trước cổng trường. Đúng rồi, bán trước cổng trường. Em đọc lại ba đáp án. Chả giò, bún đậu mắm tôm. Với lại gà rán. Ba đáp án chính xác. Được cộng 30 điểm, xin chúc mừng. Wow. Hãy cùng theo dõi lên ảnh trên màn hình. Rồi. Thưa quý vị, đó chính là chè trôi nước, bánh tráng trộn, xôi chiên, bánh đúc ngọt, bát thái, gà rán, chả giò chiên hay còn chả giò cũng được, chuối nếp nướng và bún đậu mắm tôm. Như vậy chúng ta có ba đáp án chính xác, xin chúc mừng các bạn được cộng 30 điểm. Đội thi tiếp theo. Rồi, mời đội thi ra đây. 10 giây dành cho bạn, bắt đầu. Hết giờ, mời bạn diễn tả. Những loại súp mà mọi người hay ăn. À, trái tròn tròn, màu đỏ đỏ. Canh củ dền. Bỏ qua, bỏ qua. Rau gì mà củ chi trồng rất là nhiều. Rau muống. Đúng rồi. Rau gì mà để xào nấu canh nó có màu đỏ là rau gì? Rau dền. À, cái trái tròn tròn vậy nè, màu đỏ. Để nấu canh hoặc là xào cũng được nữa. Cái bí. Anh truyền đi để em nhớ cái. Truyền hả? Đây. Bé ơi, gia đình đến thăm. Rau muống mình để xào. Dao, dao hả? Rau. Đao. Rau á. Dao. Rau. Rau, rau, à. Rau. À, rau muống. Rau muống. Muống, rau muống, ok, ok. Tiếp theo, rau dền. Rau dền. Đúng. Trái bí. Trái bí. Ok. À, cải, cải gì mà người ta gọi là thường muỗng thì người ngoài Bắc gọi là gì? Cái thìa. Đúng rồi. Rau thìa. Rau thìa. Sao biết? Hết giờ. Rau... Đọc ba đáp án tôi nghe. Rau muống. Rồi. Rau dền. Rồi. Trái bí. Rồi. Rau thìa. Rau thìa là rau gì? Rau thìa, anh lấy muỗng anh múc nhìn đi. Thì em tưởng là rau thìa. Đâu thì là cái gì trời. Ủa, được cái gì? Gì thì đó nãy nói vậy. Đáng lý là bạn sẽ bị phạm quy khi sử dụng từ rau, tuy nhiên ban tổ chức sẽ nới lỏng hơn một chút cho bạn không tính cái từ rau trong đây, thì bạn đã đúng được là rau muống, rau dền, trái bí. Thật ra chính xác phải là trái bí đỏ, nhưng chúng tôi tạm chấp nhận cho các bạn đó là trái bí, bí đỏ hay là bí rợ cũng được. Còn chỉ nói cái từ là có chữ cải là phạm quy rồi. Rau cải thìa nhưng mà có chữ cải là chúng ta phạm quy nha. Như vậy chúng ta có được ba đáp án chính xác. Hãy cùng theo dõi trên màn hình của chúng tôi đó là hình ảnh nào. Nào bây giờ chúng ta sẽ đặt tên nha. Cái đầu tiên là bí đỏ. Cái thứ hai là lấy gì nè? Rau dền. Cái thứ hai mà rau dền gì? Cái thứ hai từ trên giữa. Rau muống. Rau muống. Cái thứ ba cải thìa. Cải thìa. Cái thứ tư rau dền. Dền. Thứ năm bông điên điển. Thứ sáu rau mồng tơi. Thứ bảy khổ hoa. Tám đậu lan. Đậu lan. Thứ chín xà lách son. Xà lách son. Vâng, như vậy là chúng ta có ba đáp án chính xác và tổng điểm của chúng ta có được 30 điểm, xin chúc mừng. Rồi, mời các bạn về chỗ. Thưa quý vị, như vậy là các hai đội của chúng ta ngang bằng nhau là 30 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bước đến với vòng 2 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Và phần thi thứ hai của chúng ta dành cho hai đội đó chính là gánh đậu về làng. Trò chơi này là sự phối hợp của 3 thành viên trong cùng một đội với thời gian là 3 phút. Trò chơi như sau. Người thứ nhất sẽ đứng ở khu vực phía sau cái vạch xuất phát này. Chúng ta sẽ sử dụng cái vợt hái ổi này múc đầy, thâu đậu xanh. Sau đó chúng ta sẽ truyền cho người đứng ở vị trí thứ hai trong cái ô này hứng đậu ở trên đầu của mình. Người hứng đậu sau khi mà hứng đậu xong, các bạn sẽ bước trên cây cầu tương truyền năm xưa. Chị Tắm đi ngang làm rớt chiếc giày. À, leo lên đây, lưu ý sau khi mà như vậy, các bạn đổ vào cho người thứ ba. Lấy xuống rồi, thì người thứ ba hứng cái này ở trên đầu của mình. À, hứng xong, để đó nhẹ nhàng Nguyễn Khang sẽ giữ cho. Các bạn sẽ làm một nhiệm vụ là các bạn
lấy cái tay quay 5 vòng. Nha. Sau đó các bạn sẽ cưỡi con bé. Đây chính là con bé. Nha. Các bạn sẽ nhúng nó bay thật là nhanh đến giải cứu cho hoàng tử. Và sau đó đổ đầu vào trong cái rổ này. Người nào của chúng ta mà có được cái chỉ số cao hơn đội bạn, đội đó sẽ là giành được chiến thắng. Các bạn rõ chưa? Hoàng tử đang chờ đợi các bạn đến giải cứu. Xin mời đội bên kia thi trước. Và bây giờ mọi thứ đều được sẵn sàng, chuẩn bị cho cuộc chiến gánh đầu về làng. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô. Hứng nào, hứng kìa. Hứng. Nhiều nhiều đi anh ơi. Hay quá. Đủ làm chè đậu xanh rồi. Từ từ đi trên cầu. Hay quá. Đây đổ đây, vô. Đây, đổ vô đúng không? Đổ vô. Đúng rồi. Hay quá. Yeah. Hay quá, yeah. Tuyệt vời. Rồi khoan. Rồi đó em đây. Làm gì anh? Chọc cái tay xuống, quay 5 vòng đứng lên. 2, 3, 4, 5. Rồi, để lên. Giải cứu hoàng tử đi. Vô. Đổ vô. Hay quá. Hay quá. Tiếp. Nhanh đi anh ơi. Cố lên. Ôi. Khẩn trương, khẩn trương. Rồi, được, được chạm với chị. Nhanh lên, khẩn trương lên. Rồi, ra đây, dựng đây, quay 5 vòng. 5, rồi, qua đây, lấy con bé. Con bé ra đây, cưỡi con bé lên. Để lên, trễ rồi, hoàng tử đang đợi, nhanh lên. Rồi, đổ vô. Trời ơi, đổ ra ngoài, phí phạm của hoàng tử. Một rồi. Cơn mưa đậu. Nhanh lên, còn 9 giây thôi. Nhanh lên. À. Nhanh. Trời rồi, hết giờ, thưa quý vị. Rồi, đây chính là thành quả của đội thứ nhất. Mời các bạn về chỗ. Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Hay quá. Rồi, ứng chở vô. Cố lên. Sao vậy? Bình tĩnh nè. Rồi vô giữa nè. Rồi ok. Em một ra đây. Mưa đậu. Chống tay vô, quay 5 cái. 5, rồi cưỡi ngựa, cưỡi bé đến cứu hoàng tử. Đổi vô đây. Đang tìm. Rồi, tiếp tục. Vô. Ok. Lên. Hay quá. Giỏi quá. Anh đừng có đi. Rồi, quay, vô, 5 vòng. 5, vô. Chóng mặt rồi. Cố lên. À. Yeah. Rồi, đổi vô. Hay quá ta. Rồi, vô. Rồi, đi. Hết giờ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm số đậu của đội thứ hai. Như vậy là họ đã dư hơn một khúc bên đây. Hồi nãy là bằng một cái ca này đúng không? Và bây giờ còn hư hơn một. Bây giờ chúng ta sẽ đo thêm một lần nữa. Như vậy rõ ràng đã thấy hơn rồi. Trời hay quá vậy. Kính thưa quý vị, như vậy là đội giành chiến thắng của chúng ta, đó chính là các bạn của đội Cá Biệt đã giành được 20 điểm. Xin chúc mừng. Tổng số là 50, Dị Biệt là 30. Chúng ta sẽ cùng nhau bước đến với vòng 3 của chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Và hiện giờ tỷ số đang là 30 và 50, chênh lệch nhau 20 điểm. Chính vì vậy đây là vòng thi mang tính quyết định, vòng thi chinh phục đỉnh cao. Ở vòng thi này hai đội Cá Biệt và Dị Biệt sẽ cùng tham gia tranh tài với nhau và các thành viên được đánh số thứ tự tương ứng với 1, 2 và 3. Và ở đây chúng ta sẽ có 3 cái lỗ tròn tương ứng với 1, 2 và 3. Khi mà chúng tôi gọi số của các bạn, ví dụ người số 2 chui vào ô số 3 thì các bạn sẽ phải chui thật là nhanh vào đúng ô số của mình và chạm thật nhẹ vào trong cái biro này
đã từng có trường hợp nuốt cái micro và ban tổ chức đã mất cái micro kể từ đó. Bạn lưu ý hết sức nhẹ nhàng chạm vào nó thôi, và người nào chạm trước thì sẽ được trả lời trước. Trả lời đúng thì sẽ được cộng 10 điểm, trả lời sai hết đất 3 cái. Nếu mà các bạn trả lời không đúng thì con số tương ứng của đội bạn sẽ được quyền trả lời. Trả lời đúng được cộng 10 điểm, trả lời sai hết đất 3 cái. Và các bạn lưu ý là không được nhắc bài bạn. Nếu chúng tôi phát hiện những đôi môi xinh xắn đó mấp máy không cần thiết thì ba thành viên cùng bước lên để hết đất mỗi người 3 cái. Chúng ta sẽ có quyền đặt cược. Nếu các bạn của chúng ta đặt cược mà trả lời đúng thì số điểm sẽ được nhân đôi, tức là được 20 điểm. Và nếu trả lời sai thì sẽ bị phạt hết đất 6 cái, gấp đôi số điểm. Các bạn rõ chưa? Vâng. Và các bạn phải lưu ý nghe thật là kỹ âm thanh chuẩn từ MC. Và mời các bạn lên trên. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra số của các bạn. Số 1, đâu giơ tay? Đó. Rồi, 2, số 2. 2, 3. Rồi, 2, 3. 3. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với con số của các bạn. Số 1, lên. Số 1, chua ô số 2. Có đặt cược không? Dạ không ạ. Câu hỏi cho bạn như sau: trò ú tìm là tên gọi khác của trò chơi dân gian nào? Hết. Trốn tìm. Trốn tìm đó là đáp án chính xác. Được không? 10 điểm. Hết đất 3 cái. Lên. Vô. Tiếp tục. Số 2 lên. Trời ơi. Số 2 chua số 3. Chấp cả đoạn luôn á. Đặt cược không? Thôi khỏi đi. Không đặt cược đúng không? Câu hỏi như sau: món gạo nếp nhồi trong ống tre và đem nướng của đồng bào miền núi được gọi là gì? Hết. Cơm lam. Chính xác. À, vậy em cũng đặt cược. Hết đất 3 cái. Thiệt tình. 1, 2, 3, lên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo. Số 3 lên. Cố lên chị Châu. Số 3 chưa, số 1. Rồi. Không sao đi. Không, anh chơi, anh chơi. Rồi, bạn bên kia đã chạm trước rồi. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng, chị em chúng ta sẽ bằng quả đoàn kết nha. Trời ơi, em không ngờ em bị tổn thương quá. Bạn trả lời đi, bạn trả lời đi bạn, bạn trả lời. Rồi, mời em đặt cược hay không? Đặt luôn. Dạ rồi, vậy em đặt. Đặt cược, câu hỏi của bạn như sau: nếu trả lời đúng được cộng 20, trả lời sai hết đất 6 cái. Tỉnh nào ở Việt Nam được mệnh danh là đất võ? Hết. Bình Định. Đáp án chính xác, cộng 20 điểm. Hết đất 6 cái, vô. Cái này gọi là trải nghiệm. Thưa quý vị, Bình Định từ lâu được nhiều người gọi là miền đất võ trời văn. Đây vốn nổi tiếng với truyền thống thượng võ đã trở thành bản sắc riêng, sản sinh những anh hùng với tài thao lược. Với võ cổ truyền, Bình Định là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Xin mời các bạn bước lên. 1, 2 lên. 1, 2 lên. 1, 2 lên. Em lên. Số 1 chưa, số 3. Dũ lại, số 1 mà. Số 1 mà. Số 1 vô số 3 mà. Số 1 vô số 3. Cái gì cơ? Số 1 phải qua. Giữ lại đi, vậy giữ con bé lại đi. Là sao? Các bạn phải nghe kỹ. 1, 2 lên là số 1 và số 2 cùng lên. Số 1 kèm số 2. Nhưng lưu ý nghe là số 2 chui ô số 3 là số 2 phải chạy lên ôi. Khi nào tôi nói chui ô nào là chui ô đó. Rồi mời bạn trả lời câu hỏi. Câu hỏi của bạn như sau: ai được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop của thế giới? Hai. Celine Dion là diva của thế giới, không phải là nữ hoàng nhạc pop. Xin mời hít đất ba cái. Thành viên lên, mời em lên đây. Trời ơi. Câu hỏi dành cho bạn: ai được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop của thế giới? 5, 4. Britney Spears. Britney Spears là một đáp án sai bét. Thưa quý vị, đó chính là Madonna. Madonna hít đất ba cái. Vô mỗi người một cái. 2, 3. Vô trong. Thưa quý vị, Madonna là nữ ca sĩ kim sáng tác nhạc, diễn viên, thương nhân người Mỹ, được mệnh danh là nữ nghệ sĩ bán được nhiều đĩa nhất thập niên năm 1980. Bà được coi là một trong những biểu tượng của văn hóa đại chúng. Tiếp tục. 2, 3 lên. Nè, lần này em chơi thiệt nè, tin em đi. 2, chui 2. Ủa, tại chị số 3 mà, chị có đi cũng vậy, đi tù, đi tù. Câu hỏi dành cho bạn như sau: câu đố, mặc gì mát dịu đêm nay, cây đa chú cụi đứng đây rõ ràng. Mặt trăng. Đáp án chính xác, 10 điểm.
Thầy chú cười cái đèn. Tung tung ra đây răng. Ba cái vô. Tung ma ru. Một hai ba. Lên. Tập thể lên. Wow. Mình xen nhau đi, mình xen. Số 1 kèm số 3. Ủa cái gì? Số 1 vô số 1. Em đặt cược anh à. Câu hỏi như sau: vì sao xương muối lại không có vị mặn hết? Muối là nước tụ lại. Nhắc là... nhắc bài lên loài tới đây. Tất cả lên đây. Xin mời mọi người ba cái. Em đang nói chuyện với Tùng. Em đang nói chuyện với Tùng. Anh rồi. Hiểu lên đây. Em nói chuyện với Tùng em cũng lên. Một, lên, hai, lên, ba, lên. Lên, ok. Mời Luna trả lời. Vì sao xương muối lại không có vị mặn? Vì sao vậy? Xương muối là nước đóng băng. Mà nước hơi nước còn tụ lại thì không có màu, không một không vị, mà nó chỉ có màu trắng đục như là tuyết thôi, nó không có vâng. Mặn. Như vậy đó là một đáp án chính xác, chúc mừng các bạn. Lên. 1, 2, 3 lên. 3 kèm 2. 3 kèm 2, số 2. Tại vì không? Ủa, 2 kèm 2 là 2 kèm 1, 3 chui ô số 2. Câu hỏi dành cho bạn. Đại lộ nào dài nhất Việt Nam hết? Đại 5, lộ dài nhất Việt 4, Nam 4 3 2 1 hết giờ, hết đất. Ba cái, mời thành viên số tương tự lên trả lời. Đại lộ nào dài nhất Việt Nam? Cái gì đâu biết. Đại lộ Đông Tây hả? Đại lộ Đông Tây cũng dài nhưng không dài nhất Bắc Việt Nam. Đại lộ Võ Văn Kiệt đúng không ạ? Cũng không đúng. Hết đất ba cái. Đại lộ vâng. Hà Nội. Đại lộ Thăng Long mới là dài nhất Việt Nam. Đại lộ Thăng Long dài 28 cây số, rộng 140m, hết đất ba cái. Bước ra công bố kết quả. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thi quá là nhẹ nhàng của cả hai đội chơi. Và chúng ta có kết quả như sau. Đội Dị Biệt, các bạn có được 3 đáp án chính xác, trong đó có một đáp án đặt cược, nên các bạn có được tổng điểm là 40 điểm. Xin chúc mừng. Đội Khác Biệt, các bạn có 2 đáp án chính xác, trong đó có một đáp án đặt cược, nên các bạn có được là 30 điểm. Xin chúc mừng. Như vậy tổng điểm của chúng ta là 70 và 80, một con số xích sao. Và về nhì trong cuộc chơi ngày hôm nay đó chính là đội Dĩ Biệt, các bạn có được 9 triệu. Xin chúc mừng. Yeah. Đội Cá Biệt, các bạn có được giải thưởng là 12 triệu đồng. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, và như vậy là chúng ta đã trải qua những giờ phút thật là thú vị nhân ngày đầu tuần. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19:15 mỗi thứ hai tuần trên kênh truyền hình Long 1. Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số lần sau của Bản Lĩnh Ngôi Sao. Tụi em như là đến từ một cái hành tinh khác luôn á. Mấy đứa nhỏ này nó chạy ra xong tụi em bước ra. Ủa tôi đang đâu vậy? Ủa cái này là sao? Cái này là không phải là... tại vì em... tụi em đang suy nghĩ một cái tên tụi em. Anh biết phải rồi là... ngơ ngác. À không ạ. Không phải. Ngây ngô. Lại càng không. Cho anh thêm lần nữa. Khờ khạo.